Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kính thưa các đệ tử Chúa, nếu như mà chúng ta là người của Đức Chúa Trời, chúng ta ai đó cũng khát khao một cuộc phục hưng lớn đến trên đất nước Việt Nam của chúng ta. Khát khao là chính đời sống của chúng ta được phấn hưng, gia đình chúng ta được phấn hưng, hội thánh địa phương được phấn hưng. Và để cho hội thánh được phấn hưng, chúng ta cần phải làm theo ý muốn của Chúa. Không còn cách nào khác. Không phải chúng ta cứ hô hay là chúng ta công bố phấn hưng thì nó sẽ phấn hưng. Chúng ta phải làm theo lời Chúa. Và chúng ta cần phải điều chỉnh đời sống của chúng ta. Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi dài của những sự điều chỉnh. Chúng ta phải điều chỉnh làm sao để đời sống của chúng ta nó đúng với ý muốn của Chúa. Chúng ta phải điều chỉnh đời sống của chúng ta làm sao để cho lời của Chúa được tác động, được linh nghiệm trên đời sống của mỗi chúng ta. Có nghĩa là ý muốn của Chúa phải được nên trên cuộc đời của chúng ta. Có để cho Chúa có amen không? Và hôm nay thường trực ban đầu hành tổng hội chỉ mời các lãnh đạo, những nhân sự nòng cốt của hội thánh đến thôi. Không mở rộng cho các tín hữu. Là thường trực ban đầu hành tổng hội có ý của. Chúng ta sẽ nói với nhau về những gì nó liên quan đến đời sống của những người lãnh đạo. Ở trong châm ngôn Kinh Thánh Chúa nói là khá nhận biết tình trẻ của bảy chiên. Là những người lãnh đạo chúng ta phải kiểm tra cái đời sống thuộc linh của bảy chiên và chính đời sống của chúng ta. Chúng ta phải kiểm tra phong độ thuộc linh của bảy chiên, sức sống ở trong hội thánh của Chúa, trên bảy chiên và trên đời sống của mỗi chúng ta. Và một trong những cái điều mà chúng ta cần phải kiểm tra để xem chúng ta xem hội thánh đang ở trong mức độ nào. Nếu như là một người hầu về Chúa, chúng ta phải biết có một cái tình trạng ngày hôm nay ở trong hội thánh. Đó là cái sự sa sút thuộc linh. Người ta đến với hội thánh thì có nhiều, nhưng mà người ta ra đi cũng nhiều. Những sự xung đột trong hội thánh, những sự xung đột trong gia đình, đời sống tin kính không có. Và những cái mỹ đức của Đức Chúa Trời không được bày tỏ. Hay nói một cách khác là những phẩm chất của Chúa không được bày tỏ qua đời sống của đức nhân. Và hình như là Chúa không được vinh hiển qua đời sống của chúng ta. Vì vậy cho nên người ngoại người ta nhìn vào, người ta thấy đạo của Chúa chưa thật sự là tốt. Và đây là những cái điều mà chúng ta sẽ nói đến trong ngày hôm nay. Có rất nhiều điều thường trực ban điều hành tổng hội chúng tôi luôn luôn cầu nguyện Chúa ơi, chúng con phải làm gì đây? Cái điều gì là lỗ hổng của hội thánh? Cái điều gì làm nguy hại đến hội thánh? Cái gì mà làm cho nguy hại đến đời sống cơ đốc nhân? Điều gì mà làm cho gia đình cứ luôn luôn xung đột? Điều gì mà làm cho hội thánh cứ luôn luôn chia rẽ bè đảng và xung đột, không thuần phục, không tin kính? Điều gì làm cho cả một cái giáo hội nó không tiến lên được? Và Chúa luôn luôn chỉ cho thường trực ban điều hành tổng hội những điều cần làm. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hội thánh phúc âm toàn vẹn Việt Nam trong những năm tháng vừa qua phải nói là rất tuyệt vời. Phải nói như thế. Có một sự hiệp nhất cao độ. Đời sống yêu mến Chúa phải nói như vậy. Chúng ta không thể phủ nhận được. Nó có một cái điều gì đó rất là tốt. Tôi chưa từng thấy ở trong cái giai đoạn nào mà hội thánh lại đi trong cái sự hiệp một yêu mến Chúa như vậy. Nhưng mà nó chưa đủ. Nó chưa đủ để có thể làm cho thiên đàng ùa vào trong hội thánh. Nó chưa đủ để có thể bày tỏ được những sự vinh quang của Chúa. Chúng muốn chờ một cái điều gì đó. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được tâm tình về những điều này. Chúng ta sẽ nói đến là hội thánh phải có quyền năng, đúng không? Thường thường chúng ta nói là hội thánh có quyền năng, có ân tứ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói đến một khía cạnh bên cạnh song song với ân tứ. Thường thường song song với ân tứ là cái gì các đời tới Chúa? Song song với ân tứ là bông trái. Chúng ta thường thường nói đến quyền năng của Chúa, nó nằm ở trong ân tứ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ khám phá một điều, quyền năng nằm trong bông trái. Nó nằm trong bông trái Thánh Linh rất là nhiều. Và chúng ta cùng đọc Kinh Thánh trước khi chúng ta nói tiếp. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh nhé. 2-3. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Câu 23. Và không có luật pháp nào cấm những điều đó. Trong câu 23. Rồi chúng ta tiếp tục đi, chút nữa chúng ta sẽ mở ra. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất,
ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Amen. Hội Thánh đọc đến đâu chúng ta amen lớn nhé. Là chúng ta phải năng động lên. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Amen. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Amen. Có lẽ là bạn coi lại cái câu này, đọc đưa tờ giấy đến dùng mục sư. Có lẽ là câu đó bị... Đưa lên cho mục sư coi nào. Xin lỗi nhé. Chúng ta đọc trong Giăng đoạn 14 câu 27. Giăng câu 27 tôi xin đọc. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Amen. Chúng ta tiếp tục đi ạ. Chúng ta đọc Khải Huyền đoạn 2 câu số 10b, 2, 3. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Amen. Tiếp tục đi ạ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 câu 27. Xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ trăng. Amen. Chúng ta nói về bông cháy của Đức Thánh Linh. Quyền năng nằm ở trong bông cháy. Khi mà nói về một người trưởng thành, một cơ đốc nhân trưởng thành, thì cơ đốc nhân đó như thế nào gọi là cơ đốc nhân trưởng thành? Trước khi chúng ta nói về cơ đốc nhân, chúng ta nói về một cái cây đi. Một cái cây mà nó trưởng thành, thì cái cây nó như thế nào thì gọi là cây trưởng thành? Nó phải cái gì? Đơm bông kết trái, bất kể là cây gì. Nó phải đơm bông kết trái thì như vậy mới khẳng định được cây đó là cây tốt mà cây trưởng thành. Một cơ đốc nhân không phải đi học trường thần học nhiều là trưởng thành. Các đệ tử Chúa có amen với tôi không? Không phải là đi học trường thần học nhiều, không phải có nhiều bằng cấp thần học, cũng không phải là có chức vụ cao, không phải. Có nhiều người có chức vụ rất cao, nhưng mà phẩm chất người đó không có. Người đó không có đời sống bông cháy. Có nhiều người tin Chúa lâu năm rồi, nhưng mà vẫn không có đời sống bông cháy. Tin Chúa rất là lâu nhưng mà chín bông trái Thánh Linh yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ hầu như là không có. Có nhiều người phải nói là có đời sống bước đi trong ân tứ rất mạnh nhưng mà bông trái thì lại không có. Tạ ơn Chúa vô cùng, tôi thấy được trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam của chúng ta có nhiều đệ tử Chúa bước đi ân tứ một cách rất mạnh mẽ nhưng mà cũng có bông trái nữa. Tuyệt vời không anh chị em? Có ân tứ nhưng mà có bông trái. Và chúng ta vẫn thường nói với nhau rồi, đó là chim bồ câu là biểu tượng thôi. Mà con chim thì nó có hai cánh. Một bên thì tượng trưng cho là bông trái và một bên là tượng trưng cho ân tứ. Nhưng mà nếu chúng ta cứ thiên về một mặt thôi, đó là ân tứ, thì con chim nó không bay được. Con bồ câu nó có vấn đề. Nếu như chỉ tập trung vào một bông trái thì chúng ta đã sai lầm. Và hầu như là trong những năm tháng tôi bước đi với Chúa, tôi cũng khá nhiều sai lầm. Nếu như không thể hiện được đời sống bông trái, người ấy chưa trưởng thành. Ân tứ, các bạn biết rồi. Trước khi nói tiếp, tôi nói là ngày hôm nay buổi linh khá dài đấy, các đệ tử Chúa. Các đệ tử Chúa có amen không? Các bạn có tin không? Chỉ tin Chúa một ngày, nếu Chúa muốn, Chúa vẫn có thể ban ân tứ cho người ấy. Một ngày thôi, vẫn có ân tứ. Nhưng mà còn bông trái. Bông trái là một cái quá trình. Là một tiến trình của cơ đốc nhân yêu mến Chúa, làm theo lời Chúa, vật lộn với Thánh Linh, khát vọng có bông trái, làm chết xác thịt của mình, mới hầu như có được bông trái.
Bóng trái là một cái gì đó nó thật sự, nó ăn sâu vào trong cuộc đời của người đó, nó biến người đó trở nên một cái tạo vật tuyệt vời, ngọt ngào, ở đâu cũng đầy dẫy sự hiện diện của Thánh Linh. Và chúng ta có thể nói với nhau nữa là ân tứ ngày hôm nay Thánh Linh có thể trang bị, nhưng ngày mai không có đâu. Ở đời Chúa có amen. Nhưng bóng trái một khi nó đã nở rộ trên đời sống của ai, ông lấy đi cũng không được nữa. Nó ăn sâu vào đời sống của người đó. Xin thưa với các đầy tớ Chúa, cái người gây rối trong gia đình thường là ai? Cái người mà làm cho gia đình lộn xộn hết cả lên là người đầy bông trái Thánh Linh hay là đầy bông trái xác thịt? Thường thường là ai? Chúng ta biết rồi. Cái người mà gây rối ở trong xã hội, ở trong gia đình là người thiếu bông trái. Có đúng như vậy không các đầy tớ Chúa? Ở trong hội thánh, cái người mà hay gây rối trong hội thánh, cái người đó là người thiếu bông trái hay là thiếu cái, hay là thiếu ân tứ? Thiếu bông trái. Chúng ta thấy là hội thánh có nguy hại, hội thánh có nguy cơ là ở những người thiếu bông trái, nổi loạn, dâm dâm, mê tiền bạc, bất hợp tác, không trung tín, không trung thành, không tiết độ, không yêu thương, không nhịn nhục, không trung tín trong mọi công việc, không có sự bình an. Chúng ta thấy là cái nguy cơ mà Cơ Đốc nhân gây ra là do thiếu bông trái. Thiếu những điều rất hệ trọng. Chúng ta thấy điều đó. Và những người mà đầy bông trái là những người luôn luôn giữ cho gia đình của mình ổn định. Có đúng như vậy có đầy tới chưa? Cái người đầy bông trái sẽ làm cho cân bằng gia đình, là một tấm gương sáng, con cái bình an. Những người xung quanh sẽ nếm trải được sự tốt lành của đạo Chúa trong gia đình đó. Cái hội thánh đầy bông trái thì những người xung quanh và tất cả thế gian này nhìn vào hội thánh, người ta không biết Chúa là ai, nhưng mà người ta thấy được sự tốt lành của Chúa qua hội thánh. Ở trong hội thánh, những người đầy bông trái là những người có thể nói là đem đến phước hạnh, đem đến sự bình an, đem đến tình yêu, đem đến sự nhịn nhục, đem đến sự hòa giải, đem đến tất cả những điều tốt lành cho hội thánh. Và cái người có bông trái là cái người có thể nói là làm đại diện của Chúa. Các bạn ơi, ma quỷ có quyền năng không? Ân tứ là một điều tốt. Nó là một mũi nhọn để có thể xuyên thủng thủng cái thế gian này để giới thiệu một Đức Chúa Trời quyền năng. Chúng ta phải có ân tứ. Tôi là người say mê với ân tứ, tôi yêu ân tứ. Nhưng mà anh chị em ơi, ân tứ chinh phục người ta về với Chúa rồi, giải cứu chữa lành, tốt rồi. Nhưng về, họ phải được nếm trải những bông trái ngọt ngào. Của Thánh có amen không? Họ được giải cứu chữa lành rồi chưa đủ đâu. Nhưng khi họ bước chân vào trong hội thánh, họ thấy tình yêu đâu? Sự nhịn nhục đâu? Lòng nhân từ đâu? Sự tốt lành của đạo Chúa ở đâu? Và nhiều người, người ta bỏ Chúa. Nhiều người người ta bỏ Chúa. Vì vậy cho nên, bông trái là một điều hết sức cần thiết trên đời sống của chúng ta. Và tôi suy qua những năm tháng mà tôi bước đi với Chúa, tôi nhìn lại đời sống của chính mình. Rồi tôi nhìn lại những đời sống của một số người xung quanh. Tôi nghiệm ra một điều, đó là có ba loại bông trái. Thứ nhất là Galati đoạn 5 câu 19. Đó là bông trái của cái gì các đầy tớ Chúa? Galati đoạn 5 câu 19 nói về cái gì? Vâng, bông trái của xác thịt. Vì nó dài quá, cho nên là tôi cũng không có muốn ghi vào đây. Bông trái của xác thịt. Và thứ hai nữa tôi giới thiệu trước rồi tôi sẽ nói sau. Thứ hai nữa là bông trái của Cơ Đốc nhân. Và thứ ba là bông trái của Đức Thánh Linh. Và tôi khám phá ra rất nhiều điều ngày hôm nay Cơ Đốc nhân lẫn lộn. Có nghĩa là có bông trái của Cơ Đốc nhân rất là nhiều, nhưng bông trái của Đức Thánh Linh thì không có bao nhiêu cả. Mấy người mới tin Chúa thì bông trái của xác thịt rất là nhiều. Bông trái của xác thịt đó là và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, canh gổ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Thứ nhất chúng ta nói về bông trái của xác thịt.
Ông trái của xác thịt là những cái điều mà ngay từ khi chúng ta bắt đầu bước vào trong Chúa, chúng ta cũng có một một số cái bông trái này. Có đúng như vậy không? Có để tới Chúa. Và chúng ta là những người có trong đây. Nhưng mà rồi bước đi với Chúa theo năm tháng, những cái điều này nó dần dần nó ra đi. Chúng ta đóng đinh bản ngã xác thịt của chúng ta và lời Chúa dạy dỗ chúng ta, và những cái bông trái xác thịt nó dần dần nó ra đi, và thay vào đó là bông trái của cơ đốc nhân. Bông trái của cơ đốc nhân là bông trái như thế nào? Bông trái của cơ đốc nhân đó là cái bông trái mà sau những năm tháng chúng ta bước đi với Chúa, chúng ta học Kinh Thánh nhiều, chúng ta đọc Kinh Thánh nhiều, chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta ở trong sự sáng, thì giống như là người thế gian người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì nó sáng. Rồi có một sự tác động nào đó, chúng ta có được một phần nào đó cái bông trái này nó chưa tiến đến bông trái của Đức Thánh Linh, mà nó là cái công khó, nó là bông trái của cơ đốc nhân. Mà ở trong nhiều hệ phái ngày hôm nay, tôi nhìn thấy bông trái này rất là nhiều, anh chị em. Yêu thương, có vẻ như là rất là khiêm nhu, có vẻ cầm Kinh Thánh rất là tuyệt vời, nhìn bên ngoài là thấy rõ ràng đó là những cái điều rất là tốt, khiêm nhu, yêu thương. Nhưng mà thực ra một cái, tất cả mọi cái nó có chút xíu thôi. Yêu chỉ yêu được người yêu mình thôi, không yêu được kẻ thù. Yêu nhưng mà sẵn sàng ăn thua đủ, sẵn sàng không bao giờ ban cái điều mình có cho người khác. Nhịn nhục ấy, nó có giới hạn thôi. Tôi chỉ có thể nhịn được khi mà tôi đồng ý nhịn thôi. Không, tôi cho biết tay. Yêu thương vui mừng mới cũng chỉ vui ở bên ngoài, và vui khi nào mà cuộc sống của mình được thuận lợi thôi. Còn sẵn sàng thay đổi ngay lập tức theo môi trường sống. Bình an cũng vậy nữa, không thể có sự bình an và không có sự tiết độ, không có sự trung tín. Và đời sống đây, cái vấn đề đây là bông trái của cơ đốc nhân rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta đôi lúc phải trắc nghiệm lại xem bông trái nào đang ở trên đời sống của chúng ta. Bông trái của xác thịt hay bông trái của cơ đốc nhân, hay là bông trái của Đức Thánh Linh? Và cao cấp hơn nữa, đó là bông trái của Đức Thánh Linh. Thật là tuyệt vời. Thật là tuyệt vời khi mà chúng ta sở hữu được những bông trái này. Bông trái của Đức Thánh Linh yêu thương, vui mừng, bình an, nhân từ, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ. Làm sao để chúng ta có được bông trái này? Cái ngày tháng mà tôi bước đi với Chúa, tôi khổ vô cùng vì những bông trái không có. Tôi vật lộn với Chúa, tôi soi mình trước lời Chúa. Tôi đi học các trường thần học, tôi nghe các giáo sư giảng, tôi ngồi dưới là tôi cứ lặng người đi thôi. Bởi vì sao vậy? Các một sư giảng thì giảng công tâm lời của Đức Chúa Trời, nhưng mà tôi thấy chỗ nào cũng đụng vào mình. Bởi vì ở đâu đó có bóng dáng của mình ở trong đó. Ở đâu đó có cái bản chất cũ của mình ở trong đó. Ở đâu đó cái bông trái xác thịt nó còn trong đó. Và mỗi lần tôi đi về đường, tôi nhớ ngày đó học ở trên quận 3 chỗ nhà cô Bích. Học lén. Tôi học trường Mầu Gạch. Tôi sung sướng khi tôi được học cái trường đó. Học nó cứ lặng người đi thôi. Mỗi lần mà lời Chúa được ban ra cho nó, Chúa ơi lại Chúa lời đó cho con. Lời đó của con. Mỗi lần tôi soi mình trước lời Chúa, tôi nói Chúa ơi, con xấu hổ quá. Thật sự. Chúa quá tuyệt vời. Con soi mình trước sự vinh quang của Chúa, sự nhân từ của Chúa, tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa, sự nhịn nhục của Chúa. Tôi học Chúa Giêsu, học Môi-se rất nhiều, và David phải nói tuyệt vời. Còn con nhìn lại mình, con thấy mình tệ quá. Con chẳng thấy có cái bông nào ra bông nào. Mỗi thứ con có một chút thôi. Con yêu nhưng mà con chỉ có thể yêu được người yêu con thôi. Con không thể yêu được kẻ thù, yêu được kẻ bắt bớ giống như là Chúa muốn. Hiềm khích với con một chút thôi là con để lòng. Hiềm khích với con một chút thôi là con để trong lòng. Lời nói, ý tưởng, suy nghĩ của con thật sự cũng không còn nhân từ. Không còn một chút gì là ở trong Chúa nữa. Thử hỏi như vậy, làm sao con có thể yêu được kẻ bắt bớ con? Làm sao con có thể yêu được kẻ thù nghịch của con? Nhưng vui mừng tôi cũng không thấy. Tôi cũng chỉ vui khi nào mà hoàn cảnh nó tốt lành. Nhịn nhục cũng không. Nhịn nhục là một điều khó vô cùng. Tôi rất là nóng tính. Khi mà tôi đến với Chúa, tôi rất là nóng tính. Còn quả thế gian cũng vậy. Tôi rất là nóng tính. Nóng tính mà đôi lúc là cọc cằn nữa. Tôi vất vả, tôi khốn khổ với cái này. Các bạn biết có thời gian đó là mấy cái tay của tôi nó nhiều vết thương. Có những cái ấm ức với đời quá, không sao được, đấm vào tường. Mà cố gắng luyện mình. Để tôi thấy con khốn khổ. Con khốn khổ với cái bản ngã, cái xác thịt của con. Một cuộc chiến vật lộn để lên thánh thật là khó khăn với con.
Và tôi cứ soi mình trước lời Chúa, bao giờ mà tôi cảm thấy ôi, tôi có được một bông trái, tôi mừng lắm anh chị. Mừng vô cùng mừng. Ôi tạ ơn Chúa, con không ngờ. Ôi Chúa lại cho con được sao? Bình thường con không thể làm được điều này. Nhưng mà tại sao con lại làm được? Tại sao ngày hôm nay con lại có được cái bông trái đó? Và mỗi ngày tôi trắc nghiệm lại, tôi kiểm tra lại cái bông trái trên đời sống của mình. Mà mỗi lần có được một bông trái tôi sung sướng vô cùng. Và điều đầu tiên mà Kinh Thánh nói đến ở đây, chúng ta nói đến là bông trái của yêu thương. Cái để tới Chúa, thật là tuyệt vời khi mà chúng ta có bông trái này. Chúng ta suy gẫm lại tình yêu, nó là trọng tâm của phúc âm. Tình yêu là điều tối quan trọng trên đời sống của chúng ta khi mà chính Đức Chúa Trời là tình yêu. Kinh Thánh cho nói là vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, chúng ta biết rồi. Và có một điều nữa Chúa Giêsu nói ở trong Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 32 hồi nãy chúng ta đọc rồi. Khi nào ta được treo lên khỏi đất thì ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Tôi đã từng chia sẻ với các đệ tử Chúa là tại sao Đức Chúa Trời làm rất nhiều phép lạ. Tại sao trong Cựu Ước rất nhiều phép lạ, chúng ta biết rồi. Phép lạ rẽ biển đỏ, 10 phép lạ cho xứ Ai Cập. Rẽ biển đó, chim cút đùa xuống, mana từ trời đổ xuống, nước từ trong bục đá chảy ra. Rất nhiều những phép lạ Eli và Elise đã thực hiện. Rồi sao có đầy tớ Chúa? Rồi đến lời Chúa Giêsu, rất nhiều phép lạ xảy ra. Chúa làm cho người què được đi, người điếc được nghe, người câm được nói, người mù được sống lại. Chúa làm rất nhiều phép lạ, nhưng mà tại sao? Tại sao Kinh Thánh Chúa Giêsu không nói rằng khi nào ta làm những phép lạ lớn lao, khi nào mà người ta được chữa lành, khi nào người ta được giải cứu, hay là khi nào mà phép lạ vĩ đại xảy ra thì ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta? Các bạn tìm trong Kinh Thánh có không? Không có. Nhưng mà Chúa Giêsu này nói rằng khi nào ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Cái điều này tôi đã từng chia sẻ, tôi suy gẫm cho nên tại sao? Các bạn thấy đó. Dân Israel, 10 phép lạ xảy ra, đến mức độ mà dân Ai Cập sợ hãi, phải tha cho dân của Ngài đi. Rồi người ta sung sướng, rồi người ta được lột trần cái dân Ai Cập, người ta có được vàng bạc, có được đủ thứ, người ta ra khỏi xứ với một cái bài ca tuyệt vời, sung sướng vì quyền năng của Chúa đã giải cứu họ. Rồi đến khi đến biển đó, gặp biển đó không đi được, họ lẩm bẩm. Môi-se lại tiếp tục giải cứu. Chúa lại dùng Môi-se để giải cứu. Sau khi dân Israel đi qua biển đỏ, họ làm nguyên một bài ca Miriam, làm nguyên một bài ca để ca ngợi sự quyền năng lớn lao vĩ đại của Chúa. Nhưng rồi họ đi vào đồng vắng, họ lại lẩm bẩm. Thiếu nước, thiếu đồ ăn thì họ chửi Môi-se và họ đòi Môi-se, họ nói với Môi-se là để chúng ta ở trong xứ Ai Cập, chúng ta làm nô lệ cũng được, miễn sao là chúng có thịt mà ăn, có củ kiệu mà ăn. Còn ngươi mang ta vào đây. Rồi cuối cùng Đức Chúa Trời làm phép là chim cút đổ xuống mana đầy dậy ăn đến mức độ mà tràn lấp cả lỗ mũi. Rồi người ta sung sướng, người ta hốt lấy, người ta ăn, rồi sau đó thiếu nước, người ta lại lầm bầm bảo ăn sạch. Rồi Chúa cho nước chảy ra, người ta lại sung sướng uống nước, cứ như vậy Chúa nuôi dưỡng họ. Nhưng họ không có một tấm lòng biết ơn. Còn trong Cựu Ước, trong Tân Ước, các bạn thấy rõ ràng. Chúng ta thấy rõ ràng. Ở trong Cựu Ước là người ta lầm bầm thấy phép lạ rõ ràng như chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta chỉ cần thấy một trong những phép lạ đó thôi là chúng ta rung động rồi. Cuộc đời chúng ta thấy Chúa vĩ đại bao nhiêu và chúng ta sẽ bước đi với Chúa và không cần phải nói thêm nữa. Nhưng mà lòng con người ta là vậy. Lòng con người ta là vậy. Thấy phép lạ ngày hôm nay nhưng ngày mai chưa hẳn phép lạ đã chinh phục được họ. Chúng ta thấy rõ ràng. Đến khi mà Chúa Giêsu trong thế gian này, Chúa làm cho người ta, người què được đi, người biết được nghe, người câm được nói, người chết sống lại luôn. 10 người phung được chữa lành, mấy kẻ bỏ đi. Có ai mà có thể làm phép lạ vĩ đại như Chúa Giêsu? 10 kẻ phúng được chữa lành thật là tuyệt vời, nhưng mà 9 kẻ bỏ đi. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng điều đó. Chúng ta là người rất yêu ân tứ và chúng ta cần phải có ân tứ. Vì ân tứ là một sức mạnh phi thường của Chúa, có thể xuyên thủng cái bóng tối ở thế gian này để giới thiệu một Đức Chúa Trời quyền năng, để giải cứu con người ta ra khỏi bóng tối của sự chết, ra khỏi ma quỷ cầm tù họ, bệnh tật cầm tù họ. Nhưng đủ chưa? Chúng ta sẽ xem với nhau. Chưa đủ. Chưa đủ, thiếu rất nhiều. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu ngài làm nhiều phép lạ như vậy mà ngài lại không nói là khi nào ta hóa bánh ra nhiều cho nó ăn. Các bạn thấy hóa bánh ra mà cái 5 cái bánh mà 2 con cá mà hóa ra cho 5-7 ngàn người ăn có lạ không?
Nhưng mà Chúa Giêsu có nói là khi nào thấy ta làm những phép lạ như thế, người ta thấy theo ta. Không, Chúa Giêsu không nói. Tôi nói với các bạn rằng con người ta thấy khi thấy Chúa làm phép lạ đấy, thì thấy Chúa là siêu nhiên, thấy là Chúa là đầy những quyền năng. Nhưng cái siêu nhiên và cái quyền năng đó đối với Chúa là chuyện tất nhiên. Đó là chuyện việc của Ngài thôi. Những cái điều mà Ngài làm á, chúng ta thấy nó lạ lùng quá thì chúng ta gọi là phép lạ. Nhưng mà Chúa là vậy, quyền năng là chuyện tự nhiên của Ngài, không có gì lạ với Ngài cả. Chúng ta thấy nó lạ quá, trong đời này nó không có thì chúng ta gọi là phép lạ. Nhưng mà Chúa là quen thuộc, chuyện của chuyện nhỏ. Nhưng cái điều mà Chúa làm nó vĩ đại hơn tất cả mọi điều ấy, đó là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu xuống thế gian này, Ngài giảng tin lành. Các bạn có giảng được không? Tôi và các bạn giảng được không? Được mà. Chúa Giêsu Ngài làm phép lạ, những thuật sĩ họ làm được không? Được mà. Chúa Giêsu làm ở trên đời này cũng có thể có những người làm được. Bởi vì Chúa Giêsu không nói rằng thì như vậy thì ta sẽ kéo mọi người cùng ta. Tại sao Chúa Giêsu nói rằng khi nào ta được treo nó khỏi đất? Chúa Giêsu không hướng người ta vào những gì mà Ngài đã làm. Ngài đã xuống thế gian này, Đức Chúa Trời làm trong kỷ ước. Đức Chúa Giêsu không hướng về cái đó. Chúa Giêsu hướng tất cả mọi người vào một điều vĩ đại hơn tất cả mọi điều vĩ đại. Đó là Chúa Giêsu, Ngài bằng lòng, Ngài treo trên thập tự giá. Tình yêu của Ngài phải thể hiện bằng hành động. Ngài giảng, Ngài cũng có thể giảng được. Ngài làm phép lạ có thể làm được. Nhưng còn treo trên thập tự giá, đó là đỉnh cao của tình yêu. Đây mới là mục đích mà Chúa Giêsu xuống thế gian này. Đấy mới là mục đích cuối cùng. Mục đích cuối cùng là Ngài thể hiện tình yêu không phải bằng lời nói. Ngài thể hiện tình yêu không phải ở trong bài giảng. Ngài thể hiện tình yêu không phải vào trước lệnh cho họ đồng ý. Đồng ý là mỗi lần Chúa làm phép lạ, Kinh Thánh đều nói rằng Chúa Giêsu, Ngài nhìn thấy đoàn đông, dân đông Ngài động lòng thương xót. Nhưng mà động lòng thương xót không thì chúng ta cũng có thể động lòng thương xót được. Nhưng mà để rồi bằng một cái tình yêu vĩ đại, Ngài căng mình trên thập tự giá. Tôi nói với các bạn điều này, chúng ta là con người, chúng ta có thể căng mình trên thập tự giá, chúng ta có thể chịu một cái bản án như vậy, chúng ta có thể chịu được những cái tội lỗi như vậy. Còn Chúa ở đây, vai trò của một Đức Chúa Trời, các bạn, khác hoàn toàn. Nó quá vĩ đại. Những gì mà Chúa Giêsu làm ấy, nó quá vĩ đại đi. Và Chúa Giêsu nói, khi nào ta được treo nó khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Quá thật, khi mà Chúa còn ở trong thế gian này, Chúa làm rất nhiều phép lạ, Chúa bày tỏ tình yêu không phải là không, Chúa bày tỏ lòng thương xót. Nhưng mà các bạn thấy rồi, khi mà Chúa Giêsu Ngài tử nạn, có bao nhiêu? Có bao nhiêu môn đồ? Vâng. Có 120 môn đồ, còn một số người tác ở đâu đó. Ôi, Chúa Giêsu từ trời xuống thì làm rất nhiều những phép lạ mà có 120 môn đồ thôi. Ngồi đó chờ. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu được treo nó khỏi đất, bức màn được xé làm đôi, tình yêu của Đức Chúa Trời bây giờ bắt đầu, Đức Chúa Trời hành động không phải Chúa Giêsu nữa. Chúa Giêsu được treo nó khỏi đất rồi, Chúa không làm nữa, nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời bắt đầu Ngài hành động, Ngài tỏa ra mùi thơm của Đấng Christ trên khắp cả thế giới này. Đấy là sự siêu nhiên. Và lúc đó người ta chạy đến với Chúa không hiểu tại sao, nhưng chỉ biết rằng thần của Chúa bắt đầu hành động. Bởi vì Chúa Giêsu đã làm một cái điều vĩ đại nhất và đúng quá thật như vậy. Người ta được kéo đến. Và ngày hôm nay có hàng triệu triệu người tin Chúa. Để tới Chúa qua amen không? Và đó là bởi cái gì vậy? Đó là bởi tình yêu. Tình yêu của Chúa mà Chúa Giêsu đã khẳng định rồi. Khi nào ta được treo lên, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Các đệ tử Chúa ơi, ngày hôm nay tôi và các đệ tử Chúa, nếu người nào học được bài học của sự chết bằng Ngài, người nào chịu đóng đinh, chết đi, treo cái con người cũ mình lên, người đó có khả năng để kéo mọi người đến với mình đây. Các đệ tử Chúa có amen không? Vì người đó có tình yêu. Người nào có cái khả năng giống như của Chúa, chịu đóng đinh mình đi. Chịu chết cái bản ngã của mình đi. Chịu bỏ cái tôi của mình đi, chịu đóng đinh mình đi. Người đó có khả năng kéo cái gia đình của mình xung quanh mình đó. Người đó có thể có khả năng kéo hội thánh ở xung quanh mình đó. Và nếu có thể, người đó có thể có khả năng để kéo những người xung quanh và thế giới đến với người đó. Tình yêu có một cái quyền năng vậy đó. Làm gục ngã trái tim của người khác, đó có phải là quyền năng không? Làm cho người ta được rung động trong lòng, có phải là quyền năng không? Làm cho người ta yêu mến Đức Chúa Trời, có phải là quyền năng không? Tình yêu làm cho người ta yêu mến Đức Chúa Trời, tình yêu người ta thấy được Đức Chúa Trời tuyệt vời, đó có phải là quyền năng không các bạn? Cái gì mà làm cho người ta yêu mến Chúa, cái gì mà làm cho người ta thay đổi, đó là quyền năng.
Cái gì mà người ta từ bỏ cái cách sống cũ của mình đi để người ta đón nhận một đời sống mới? Cái gì mà làm cho người ta từ bỏ thế gian, từ bỏ tội lỗi để sống một bước vào thiên đàng? Đó là quyền năng. Chúng ta đừng lầm tưởng chỉ là một vài cái phép lạ chữa lành mới là quyền năng. Các bạn có amen không? Quyền năng lớn nhất mà Chúa thực hiện đó là sự biến đổi con người từ bên trong. Quyền năng lớn nhất là biến đổi từ con người tội lỗi trở nên con người công chính. Từ tối tăm trở nên sáng láng. Ở trước địa ngục mà được vào thiên đàng, đó mới là quyền năng lớn nhất. Quyền đó, năng đó nằm trong tình yêu đó các bạn. Nó không phải là ở những cái phép lạ bên ngoài đâu. Chúng ta lại nói với nhau rằng phép lạ bên ngoài và ân tứ rất quan trọng, cần thiết không? Các đệ tử Chúa, các đệ tử Chúa từng nghĩ rằng tôi đang nói thiên về ân tứ ở bông trái? Không phải đâu. Tôi đang nói rằng nếu có ân tứ mà không có bông trái không đủ. Các đệ tử Chúa có amen không? Một sức lực của amen không? Khoan khoan, một sư sẽ nói sau. Dạ. Yeah. Ngài yêu, Ngài biết làm phép lạ. Chúa đã nói, nãy tôi nói rồi mà. Trước khi Ngài làm một điều gì đó thì Ngài động lòng thương xót. Tôi đã nói rồi. Có nghĩa là tất cả mọi cái, nhưng cái đỉnh cao của tình yêu nó không phải là động lòng thương xót. Đỉnh cao của tình yêu không phải là làm một điều gì đó cho họ, nhưng mà sẵn sàng chết cho thế giới này. Đó là đỉnh cao của tình yêu. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu không nói rằng khi ta động lòng thương xót, ta hóa bánh lên nhiều cho người ta đi theo ta. Đó là lý do tại sao mà Chúa Giêsu không nói rằng khi ta thấy một cái kẻ bại, ta động lòng thương xót họ và ta chữa lành cho họ thì ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Và Chúa Giêsu lại nói rằng khi nào ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Tôi đang nói đến đỉnh cao của tình yêu. Tất cả mọi điều Chúa Giêsu xuống thế gian này Ngài làm đều là yêu hết. Nhưng đỉnh cao của tình yêu là sẵn sàng chết cho người khác sống. Và điều đó ở đây, bông trái đầu tiên là bông trái yêu thương, bông trái của Thánh Linh. Thánh Linh có thể giúp đỡ chúng ta, có thể yêu được kẻ thù nghịch của mình. Chỉ có khi cuộc vật lộn của chúng ta với Thánh Linh, Thánh Linh đầy dẫy dẫn đời sống của chúng ta mới có thể yêu người khác một cách siêu nhiên được thôi. Có thể tới chỗ có amen không? Từ cái điều này chúng ta xem lại đi. Tình yêu nó không phải tình yêu tự nhiên của chúng ta đâu. Tình yêu này không phải tình yêu thiên nhiên của con người đâu. Tình yêu thiên nhiên của chúng ta chỉ có thể yêu được người yêu mình thôi. Cùng lắm là im lặng để tha thứ thôi. Còn yêu lại kẻ thù nghịch của mình chúng ta không thể làm được. Mà khi chúng ta làm được điều đó thì có nghĩa là Chúa đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Chúng ta là bản sao của Chúa. Trong những ngày tháng tôi bước đi với Chúa, tôi theo dõi một số những nơi mà tôi đến. Chúng ta cầu nguyện quá nhiều. Xin cho con ân tứ, xin cho con sự sức điều, xin cho con sự khôn ngoan, xin cho con tài chánh. Cái điều đó là đúng, đó là tốt. Xin cho con rất nhiều, nhưng mà nhiều Chúa nói với tôi là có ai đó mà quỳ gối xuống mà xin Chúa đổ cái nguồn tình yêu siêu nhiên của Ngài trên con không? Chỉ có tình yêu siêu nhiên của Chúa, tình yêu mà Đức Thánh Linh có đây nè, cái tình yêu mà Đức Thánh Linh ban cho đó, tình yêu đó mới giúp chúng ta vận hiến cho Chúa được thôi. Sẵn sàng chết mà chết treo được cho Chúa, sẵn sàng chết ngược cho Chúa, sẵn sàng tận hiến hy sinh tất cả mọi sự cho Chúa này nhờ chúng ta có tình yêu này ở trong lòng của chúng ta. Tình yêu ấy thôi thúc chúng ta, tình yêu ấy làm chúng ta không biết sợ hãi bất cứ một điều gì cả. Tôi vẫn thường nói tôi chỉ sợ phạm tội thôi. Khi tôi phạm tội, tôi đã làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Và Ngài lìa bỏ tôi, đó là điều đáng sợ đối với tôi. Tôi không sợ một cái gì cả. Tôi chỉ sợ khi tôi phạm tội. Chúng ta phải thay đổi cái cách mà chúng ta sẽ đối bề trên cũng vậy. Hãy nói với họ rằng hãy cầu nguyện để nguồn tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trên hội thánh. Hội thánh của amen. Bước chân vào trong hội thánh, tình yêu siêu nhiên ấy nó nở rộ ra trên tất cả mọi người. Ai cũng chan hòa, ai cũng yêu thương, không bè đảm, không có gọi là chỉ trích nhau, không hiềm khích. Từng cái lời nói, từng cái ánh mắt, từng cái nụ cười, từng cái thái độ nó chan hòa như vậy thì trong hội thánh cảm thấy sung sướng không? Thưa anh chị em, có để tới Chúa. Rồi những người ngoài, người ta bước chân vào hội thánh như vậy, người ta thấy rằng ồ, ngoài đời không có được chuyện này, chỉ có ở trong hội thánh. Cái sản phẩm của tình yêu đầy dẫy trong hội thánh chắc chắn rằng Chúa sẽ được vinh hiển qua hội thánh đó. Và cuối của câu 23, không có luật pháp nào cấm những điều mà những người có bông trái. Chúng ta sẽ nói về điều này sau. Không có luật pháp nào mà cấm những cái người mà yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, bề mặt, tiết độ. Có mấy trăm quốc gia trên thế giới này, và mỗi một quốc gia có mấy chục dân tộc khác nhau, và luật pháp của mỗi một quốc gia đều khác nhau, nhưng không có một luật pháp nào mà đi cấm những người ta có chín bông trái thanh linh này.
tôi đã khám phá, tôi suy gẫm về những ngày vừa qua. Không có luật pháp nào, luật của lương tâm cũng không cấm luôn, tà giáo cũng không cấm luôn. Chỉ có luật của Satan mới cấm lại thôi. Chỉ có Satan mới lên án những người mà có bông trái thánh linh thôi. Và tôi suy gẫm đúng là như vậy. Không có luật pháp nào cấm những điều như thế này cả. Và luật pháp nào cũng yêu mến những con người như thế này. Không phải chỉ là luật Chúa mà bất cứ luật nào cũng yêu mến những con người như thế này. Vậy xin các đệ tử Chúa, chúng ta kiểm tra lại đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta kiểm tra lại bầy chiên của chúng ta. Xem cái bông trái thật sự, bông trái đầu tiên là bông trái yêu thương, thật sự nó có không? Chúng ta đang sở hữu bông trái của Cơ Đốc nhân hay là bông trái của Đức Thánh Linh? Thì chúng ta sẽ giúp đỡ hội thánh tốt hơn. Vì ngay lúc đầu tiên tôi đã nói rồi, khá cẩn trọng, khá xem xét, khá mà xem xét tình trạng của bầy chiên. Chúng ta phải cân đối. Có hai điều mà chúng ta ít nói đến trong suốt những ngày tháng vừa qua. Đó là thứ nhất, bông trái thánh linh và truyền giáo. Chúc nữa chúng ta sẽ nói điều này. Thật sự mà nói, chính ban điều hành đồng hội, chính chúng tôi là những người lãnh đạo. Chợ ngoài hôm kia, hôm qua, đúng không? Hôm kia, ngoài Hà Nội, tôi cũng nói đến điều này. Chính chúng tôi ăn năn rất nhiều. Những ngày tháng vừa qua, thường trực ban điều hành cầu nguyện và tìm cho bằng được cái lỗi đi. Và lỗi chúng con là cái gì? Cái điều gì làm cho hội thánh nó chưa thật sự, cơn mưa của Chúa chưa đổ xuống? Tại sao? Và Chúa chỉ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thiếu. Và những ngày tháng vừa qua, suốt 10 năm qua, phải đối diện với những cái công tác của tổ chức. Phải ổn định hội thánh để lo pháp nhân. Ôi, rất là mệt mỏi. Cái đời tôi không đơn giản đâu. Không đơn giản chút nào. Tôi không muốn quan trọng hóa vấn đề. Nhưng quả thật không đơn giản chút nào. Để có thể chính phủ mà cấp nhận chúng ta. Và nao lực rất nhiều, nao tâm rất nhiều. Không để tâm đến những công việc khác nữa. Nhưng mà sau khi mà Chúa bày tỏ đã xong rồi, phần còn lại chờ ngày chúng ta tổ chức thôi. Bắt đầu lòng chúng tôi nhẹ nhàng hơn và bắt đầu để tâm đến cái chuyện là chúng con phải làm gì cho hội thánh đây. Hội thánh còn thiếu điều gì? Và Chúa đã chỉ ra những điều đó. Những cái điều nó không có vẻ lớn lao, nhưng nó lại trở nên quyết định nhiều vấn đề. Tôi nói với các bạn, cái chìa khóa nó lớn hay nó nhỏ? Nó nhỏ vô cùng. Nó nhỏ vô cùng, nhưng nó có một tác dụng mà nó có một cái uy quyền rất lớn. Không có nó, không ai có thể mở được kho tàng. Cái chìa khóa có vẻ như nó nhỏ bé, nhưng mà nó là một cái vật có thể nó quyết định nhiều vấn đề. Và trong lời Chúa cũng có nhiều vấn đề. Nghe nó đơn giản, nhưng mà nó quyết định sự sống của chúng ta đấy. Nó quyết định sự vinh hiển của Chúa ở trên chúng ta lớn hay không. Nó quyết định hội thánh còn hay không. Tại sao hội thánh cứ ngày càng lui đi? Tại sao hội thánh cứ càng ngày càng bới cạn đi? Nó có gì đâu. Đó là bông trái của Đức Thánh Linh không có trong hội thánh. Hoặc nó thiếu một điều gì đó. Có để tới Chúa có amen không? Chúng ta cần phải làm một điều gì đó. Tại sao gia đình của mình luôn luôn xung đột? Tại sao gia đình của mình luôn luôn có sự bất an? Bởi vì bông trái của Thánh Linh không có ở trong đó. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Rồi chúng ta sẽ thấy điều đó. Thứ nhất là bông trái của tình yêu. Nó quan trọng hơn có để tới Chúa. Xin Chúa giúp đỡ. Đây là tình yêu siêu nhiên. Đây là một cuộc vật lộn giữa sản phẩm của một cái quá trình chúng ta ở với Chúa Thánh Linh. Nó sinh ra cái bông trái này. Không ngồi đó mà xin được. Có một đệ tử Chúa ngoài Hà Nội, khi tôi nói về bông trái thánh linh, đệ tử Chúa nói: một xưa tôi tưởng là bông trái thánh linh cứ đi theo Chúa lâu ngày tự nhiên nó có chứ. Có được không anh chị em? Không có được đâu. Đó là một cuộc chiến, một cuộc vật lộn. Đấy, một cuộc khao khát và một sự từ bỏ. Chúng ta muốn có bông trái thánh linh, nhưng mà chúng ta muốn có bông trái của xác thịt luôn. Chúng ta muốn một lúc là thiên đàng ở trên đời sống của chúng ta, mà thế gian cũng ở trong đời sống của chúng ta. Sáng nay tôi có tâm tình với mục sư Đoàn Tiến Dũng, có hai cái nguyên tắc đang tồn tại trong hội thánh ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời là thuận phục, yêu thương, nhân từ ở trong hội thánh của Chúa, ở trong một người. Nhưng mà thứ hai kèm theo đó là nguyên tắc của Satan. Đó là gì? Đó là sự nổi loạn, đó là sự danh dâm, đó là sự đam mê thế gian này. Hai nguyên tắc đó đang song hành trong cùng một con người. Ngày hôm nay, người nào nhận ra được điều đó và xin Chúa giúp đỡ để đẩy lùi cái nguyên tắc của Satan ra khỏi đời sống người đó, thì chức vụ người đó sẽ đi xa và đi cao, có chiều sâu trong chức vụ mà trở nên một tấm gương sáng của sự vinh hiển của Chúa. Có để lời Chúa có amen không? Lúc nào đó có thời gian tôi sẽ nói tại sao có nhiều người ngã đổ, tại sao có nhiều người phạm đủ thứ tội vậy? Bởi vì có hai nguyên tắc đang ở trong cùng một người đó. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời là dạy giáo lý của Đức Chúa Trời, dạy tín lý của Đức Chúa Trời, dạy lẽ thật của Đức Chúa Trời, và nói rất là tốt. Đó là nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Nhưng một cái nữa là chấp nhận nguyên tắc của Satan ở trong đời sống của mình. Và hai nguyên tắc đã cùng song hành trong cùng một con người, thì người đó không sớm thì muộn, người đó cũng bị đánh gục bởi Satan.
và xin Chúa giúp đỡ chúng ta để rồi cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời nó được thiết lập một cách mạnh mẽ trên cuộc đời của chúng ta. Hỡi những người lãnh đạo, đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại mình, đừng có công bố nhiều quá, có để tới Chúa qua amen đâu. Công bố là điều quan trọng, nhưng mà không phải cứ công bố là sẽ thành đâu. Chúng ta phải làm, phần việc chúng ta phải làm. Chúng ta có hai phần việc, thứ nhất là chúng ta và Chúa. Phần chúng ta phải làm, Chúa sẽ làm phần việc của Chúa. Có để tới Chúa có amen không? Phải làm sao nhận biết tình trạng của bầy chiên và sẵn sàng để làm điều gì đó cho Chúa trong những ngày sắp tới. Và điều thứ hai, bởi vì thời gian có giới hạn, tôi không có nói được kẻ chín bông trái đâu. Tôi đang nói là bông trái có quyền năng đó. Quyền năng nằm trong bông trái đó. Tại vì chúng ta tự nói là quyền năng nó nằm trong ân tứ. Tại chúng ta nói chứ. Kinh Thánh đâu có khẳng định nữa đâu. Chúa ban cho ân tứ. Rồi tự chúng ta nghĩ là quyền năng nó nằm hết trong đó. Nhưng mà không. Quyền năng nó nằm trong bông trái. Ví dụ, bông trái thứ hai là bình an. Vui mừng thì tôi không nói đến nữa ở đây vì quá nhiều. Tôi chỉ nói đến một vài cái bình an. Các đệ tử Chúa, làm sao? Làm sao mà chúng ta có thể truyền cảm hứng về sự bình an cho những người xung quanh, cho hội thánh của Chúa? Làm sao chúng ta có thể bình an được khi mà trong đời sống ta bộn bề những cái sự ganh ghét? Trong đời sống ta bộn bề những cái sự nghĩa là cay đắng, những cái sự tổn thương, những cái sự hiềm khích, nói xấu, nói hình. Làm sao mà như vậy một người có thể bình an? Có để Chúa có amen không? Làm sao bình an được? Làm sao mà hội thánh có thể bình an được? Gia đình có thể bình an được? Khi mà tội lỗi đầy rẫy trên đời sống của người đó. Không thể. Không phải ngẫu nhiên. Không phải ngẫu nhiên mà sứ điệp đầu tiên mà Chúa Giê-xu khi Ngài xuống thì Chúa đã dùng thiên sứ để rao báo. Mà rao báo cho ai? Cho mục đồng. Sứ điệp đầu tiên là gì các bạn? Không phải ngẫu nhiên đâu. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa lại dùng thiên sứ để ra mà cho các mục đồng là bình an dưới đất. Bởi vì bình an ở trong cái thế giới đầy dẫy sự loạn lạc, đầy dẫy tội lỗi, đầy dẫy những cái sự như là hiềm khích, đầy dẫy cái điều này mà bình an được. Tôi nói với các đệ tử Chúa điều này. Nếu như không có sự bình an của Thánh Linh bên trong á, thì một nửa cơ đốc nhân ngày hôm nay đang sống trong cuộc chiến của sự đau khổ. Đang sống trong cuộc chiến của sự đau khổ ngay trong gia đình, ngay trong cuộc đời của người đó. Và người đó mang luôn cả cái sự đau khổ đến trong hội thánh. Cái sự bất an. Làm sao mà hội thánh có thể tận hưởng được những cái điều của thiên đàng? Bởi vì sao? Bởi vì cái sự bình an của chúng ta nó hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà đây Kinh Thánh nói đến bông trái bình an. Chúa Giê-xu nói rằng ta để lại cho các con sự bình an. Ta ban cho các con sự bình an không phải như sự bình an của thế gian này. Sự bình an của ta vượt qua sự hiểu biết của loài người sẽ ở cùng với các con. Các đệ tử Chúa, chúng ta có bao giờ chúng ta khát vọng là Chúa ơi xin hãy ban bình an cho con và cho gia đình con không? Có không các đệ tử Chúa? À, chúng ta xin nhiều quá, chúng ta xin ân tứ nhiều quá nhưng mà ta quên mất rằng trong sự bình an nó có quyền năng của nó. Trong sự bình an có quyền năng. Và khi mà chúng ta là người của sự bình an rồi, hội thánh cũng bình an nữa. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giê-xu khi mà Ngài xuất hiện với các môn đồ, các môn đồ đang ở trong phòng, các môn sư, Chúa Giê-xu xuất hiện. Thì câu đầu tiên mà Chúa Giê-xu nói là gì? Bình an cho anh em. Cái gì mà Chúa lập đi lập lại, cái gì mà khởi đầu và cái gì mà Chúa lập đi lập lại, nó quan trọng vô cùng các đời tới Chúa. Nhưng mà đôi lúc chúng ta không coi bình an là gì hết. Chúng ta cần tiền hơn. Đôi lúc vậy. Nhưng mà tiền đôi lúc lại làm rối chúng ta nữa. Chúng ta cần nhiều cái, chúng ta cần quyền năng, chúng ta cần sự khôn ngoan. Nhưng mà chúng ta ra ngoài á. Ở trong suốt Ê-tô ký tận 28, trước tôi có chia sẻ ở đâu đó, khi mà chúng ta làm theo lời Chúa nhé, kính sợ Chúa, đi theo đường lối của Ngài nhé, được phước khi đi ra mà được phước khi đi vào. Có nhiều khi chúng ta được phước đi ra nhưng mà lại không được phước khi đi vào. Về nhà rồi, về nhà nó bất an. Chúng ta cố gắng rồi, chúng ta làm xong một cái màn kịch ở đâu đó, chúng ta diễn xong một cái gì đó, chúng ta ra khỏi đó buồn, thê thảm, bất an. Về nhà, bất an nữa. Ôi làm sao mà chúng ta có thể bày tỏ được thiên đàng trên cuộc đời của chúng ta? Nó phải được phước khi đi ra và đi vào. Chúng ta phải là nguồn của sự bình an cho mọi người. Các đời tới Chúa có amen. Đừng nghĩ là bình an mà nó không có quyền năng. Quyền năng rất lớn. Làm trong đó. Xin Chúa giúp đỡ để rồi mỗi người chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh lại cái
vấn đề chúng ta bước đi với Chúa. Và khi mà chúng ta thật sự là như vậy đó, thì chúng ta đang chứa đựng trên đời sống ta một cái nguồn sự sống rất mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ. Rồi ngay ở trong cái cuộc đời đầy bão tố, chiến tranh nè, dịch lệ nè, đói khổ nè, ngày hôm nay thất nghiệp nè, rồi là phá sản nè, ôi tiền bạc các thứ này kia nó chi phối đủ cả như thế này. Mà chúng ta mà vẫn ném trải được sự bình an siêu nhiên của Chúa, đó là tuyệt vời lắm rồi. Có để tới Chúa có amen không? Cái sự bình an của Chúa ban cho không phải sự bình an của chúng ta, Chúa Giêsu nói rồi. Sự bình an của các con ấy, nó phụ thuộc vào đủ thứ, là các con điều kiện sống tốt, để gia đình sống ổn, vợ chồng con cái hoàn cảnh tốt, các con mới bình an. Nhưng mà trong cuộc đời này có nhiều bão tố anh chị em, thiếu thốn đủ thứ kẻ. Rồi cuộc sống cũng có những cái, bởi vì sao? Bởi vì gia đình nó chưa ổn, thì nó bất an. Cho nên chúng ta phải xin Chúa, xin Chúa để rồi chúng ta vật lộn với Thánh Linh của Chúa, để cái sự bình an của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta phải khát vọng, chúng ta phải khát khao điều đó, thì nó sẽ đến trên đời sống của chúng ta. Yêu thương này, vui mừng, bình an, nhịn nhục. Ở ngoài thế gian này, có nhiều người về vào nhà xác, vào nhà thương, có kẻ bị chết, có kẻ bị đâm. Là vì cái gì có để tới chưa? Vì không có nhịn nhục. Không có nhịn nhục. Có nhiều gia đình rối tung. Có nhiều gia đình rối tung hết cả lên. Là vì thiếu cái gì trong đó? Thiếu nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục. Rồi trong hội thánh cũng vậy nữa. Ăn thua đủ. Tôi tạ ơn Chúa vô cùng vì những năm tháng vừa qua đó, ở các để tới Chúa trong một sư đoàn luôn. Rồi nói các để tới Chúa ở trong hội đồng thánh. Rất là tuyệt vời. Có những cái bất đồng quan điểm, nhưng mà luôn luôn cư xử với nhau một đời sống rất là nhịn nhục, yêu thương nhau. Các bạn ơi, nhịn nhục có quyền năng không? Ôi, nhịn nhục nó có quyền năng, phải nói nó còn xuyên thủng nhiều thứ lắm anh chị em. Đời này người ta tan nát chỉ vì không nhịn. Đấy. Nhịn nhục là một cái bông trái rất là tuyệt vời. Ai mà có cái bông trái nhịn nhục là người đó, phước cho người đó. Tại sao mà gia đình vợ chồng đánh nhau? Tại sao mà người ta cãi lộn nhau ì xèo? Tại sao mà gia đình nổi loạn lên, đủ thứ chuyện, đối tung lên? Tại sao mà hội thánh đủ thứ chuyện? Nếu như bây giờ cả hai người đều học được bài học nhịn nhục, thì chuyện đó nó có xảy ra không? Nếu mà cả hội thánh đều học được bài học nhịn nhục, thì điều đó có xảy ra không? Còn nếu như hai người thôi, cả hai không được, nhưng mà có một người nhịn nhục, có được không? Người ấy sẽ điều chỉnh. Người ấy sẽ là người có thể là khuôn mẫu. Người ấy sẽ là người quyết định sự bình an. Người ấy sẽ là người quyết định phước hạnh đến trên gia đình hay là trên hội thánh. Cái bông trái nhịn nhục nó quan trọng vô cùng. Vậy tôi hỏi các bạn, nhịn nhục nó có quyền năng không? Hóa giải tình thế, lửa đang chuẩn bị cháy, gia đình đang chuẩn bị tan nát, mà làm cho nó êm ấm được, nó không phải là quyền năng hả? Có phải quyền năng không các bạn? Nó là quyền năng. Làm cho cả hội thánh, cả hội thánh hay cả một tập thể đang gọi là sôi lên với nhau, đang chuẩn bị nghĩa là trừ khử nhau, đang chuẩn bị nghĩa là bêu rêu nhau, đang chuẩn bị xúc phạm nhau. Nhưng có ai đó có cái linh của sự nhịn nhục, và ai đó mà nói với nhau rằng thôi, chúng ta hãy sống trong đường lối tôi Chúa đi, chúng ta nhịn nhục nhau. Bắt đầu có một người thôi, chỉ cần một người thôi, cái linh nhịn nhục ở trong người đó, bắt đầu người đó nói, nhất là người đó là những người lãnh đạo như các đại tớ Chúa. Khi mà chúng ta nêu lên cái lòng của sự nhịn nhục, mọi người xin hãy vì kính sợ Chúa mà nhịn nhau đi. Và khi có một người thôi nói điều đó, cái linh của sự nhịn nhục nó tuôn đổ trên cả một hội chúng, làm cho cả một hội chúng nhân từ với nhau, nhịn nhục với nhau. Đó có phải là quyền năng không các bạn? Chữa lành được một người nhưng mà cả hội thánh lối tung lên thì có ích lợi gì không? Tôi nói với các bạn, ở đây chúng ta phải cân đối, chúng ta phải làm sao đó để ân tứ và bông trái nó phải phát hiện, nó phải phát triển một cách đồng đều trên đời sống của chúng ta, trên chức vụ của chúng ta. Ở hội thánh có các đời tới Chúa có amen không? Đừng nghĩ rằng bông trái mà không có quyền năng. Đây dãy quyền năng. Các bạn ơi, đi ra ngoài đường, ngày xưa đó anh chị em, tôi thấy tự nhiên rất là đơn giản. Đi đang đi xe, tự nhiên có cái người kia họ phóng lên cái, rồi họ làm ngội sao đó. Rồi họ quẹo qua một cái, rồi anh đẩy mất thăng bằng đấy. Bắt đầu chửi thâm tệ luôn. Anh chửi, mình không nói được bây giờ thì, nhưng mà nếu mà tả được rồi các bạn, tả ra được thế nó kinh khủng. Ôi, chửi một cái. Rồi cái anh kia, anh
Thế nên anh quay lại, mày nói cái gì? Bắt đầu gâm gừ, ông này quăng xe, ông kia quăng xe, hai bên bắt đầu đấu nhau. Ôi, xong rồi một kẻ vào nhà xác, kẻ vào nhà thương, ngu rẻ vô cùng. Ở trong gia đình anh chị em chuyện bé tí à? Các bạn, những cặp vợ chồng trẻ các bạn có amen không? Chuyện không đâu ở đâu, bé tí tí thôi, tự nhiên trí vì không nhìn thôi. Đó, bắt đầu thôi bung lên một ngọn lửa, bắt đầu muốn thiêu đốt cả gia đình. Thế như vậy, nhịn nhục không phải là quyền năng sao? Có quyền năng không các bạn? Quyền năng còn lớn hơn mọi thứ đây. Ai mà học được bài học nhịn nhục Chúa Giêsu mà không nhịn, cả thế giới này không được cứu đâu. Có đúng như vậy không có để tới Chúa? Chàng ơi, Chúa như vậy, Chúa vinh quang như vậy, Chúa đầy dẫy quyền năng như vậy, thế mà còn để cho những kẻ vu danh tiểu tốt, những kẻ hèn hạ sỉ nhục Ngài, ném đá Ngài, đóng đinh Ngài, nhổ nước miếng vào mặt Ngài, mía vai Ngài. Chàng ơi, Chúa chỉ cần nói như vậy này, các người biết ta là ai không? Các người đang làm gì? Các người sẽ bị xuống địa ngục. Nếu mà Chúa Giêsu mà như thế, thế giới này không được cứu đâu. Để tới Chúa có amen không? Ngài cứ như cho con chiên tâm cho người ta mang đến hàng làm thịt. Mà chính vì Ngài như con chiên tâm đó mà thế giới này được cứu. Xin hãy giúp đỡ chúng ta để rồi chúng ta có cái tâm tình giống như của Chúa. Để rồi chúng ta thể hiện được những phẩm chất tốt lành của Chúa qua cuộc đời chúng ta. Một lời nhịn nhục, một sự nhịn nhục thôi, nó cứu được hoàn cả một hệ thống, cứu được cả một gia đình, cả một hoàn cảnh. Có nên làm không? Có nên có không? Cho nên là phước cho ai có được những bông trái của Thánh Linh. Phước cho ai có được bông trái của Thánh Linh. Và tôi muốn nói với các bạn điều này trước khi chúng ta nghỉ ở đây, nghỉ giải lao thôi nha, không nghỉ đâu, còn nhiều lắm. Đầu tiên tôi có nói rồi, ân tứ là quan trọng, là cần thiết, nhưng mà ân tứ là của Chúa, không phải của chúng ta. Còn bông trái thì bông trái của Thánh Linh. Mà bây giờ Thánh Linh đang ở đâu? Thánh Linh đang ở đâu? Thánh Linh được ban xuống để ở cùng và ở trong với chúng ta. Đây là tác phẩm, những bông trái của Thánh Linh là kết quả, là tác phẩm của một quá trình mà Linh của Đức Chúa Trời ở với nhân linh của chúng ta, kết hiệp với nhau, quyện lẫn với nhau, bước đi với nhau, làm vui lòng nhau, làm thỏa lòng Thánh Linh, và Thánh Linh sẽ làm chúng ta thỏa lòng. Và bông trái nó được nở rộ, không bao giờ nó biến mất. Không bao giờ mất đâu. Tôi nói tôi suy gẫm. Khi mà Chúa đã giúp chúng ta để đẩy lùi tất cả bông trái xác thịt ra khỏi chúng ta, bông trái Thánh Linh bắt đầu nở rộ, không ai lấy ra được đâu. Chúa còn có thể cất ân tứ đi, nhưng mà bông trái thì không. Các bạn, nếu như đó thật sự là bông trái Thánh Linh, còn nếu bông trái Cơ Đốc Nhân, nó có thể biến mất. Có thể tới Chúa có amen không? Nó có thể biến mất. Nhưng đã gọi là bông trái của Thánh Linh rồi, thì Thánh Linh, đó là sản phẩm của Thánh Linh, và Thánh Linh sẽ gìn giữ chúng ta. Vì vậy cho nên là hãy chiếm hữu nước của Đức Chúa Trời đã đến rồi, đang ở trong chúng ta. Chúng ta hãy làm sao để nước Đức Chúa Trời đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Để rồi chúng ta là những điều ngọt ngào. Chúng ta là hiện thân của Chúa. Chúng ta đi đến đâu, chúng ta chỉ rao ra những điều tốt lành của Chúa mà thôi. Có đồng tâm tình của Chúa là như vậy đấy. Có đồng tâm tình của Chúa thì là, ai cũng nói là có đồng tâm tình. Nhưng mà tâm tình của Chúa là cái gì vậy? Chúng ta phải xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta trở nên giống Chúa trong nhiều vấn đề. Một sư Hồ Xuân Vinh vẫn thường hay nói trong những lớp học thần học là cái sự khát vọng nhất của Cơ Đốc Nhân đó là trở nên giống Chúa. Có để tới Chúa có amen không? Giống Chúa trong lời nói, giống Chúa trong ý tưởng, giống Chúa trong khái niệm, nó khác hoàn toàn với giống Chúa theo bản chất mà chúng ta có được. Bản chất của Đức Chúa Trời, bản chất của Chúa Giêsu đã ở trong đời sống của chúng ta, biến chúng ta trở nên những con người siêu nhiên là vì vậy đấy. Các bạn có amen không? Và người ta không thể tưởng tượng, người ta nhìn chúng ta, người ta thấy được một Đức Chúa Trời đầy dẫy tình yêu. Và chắc chắn rằng chúng ta sẽ chinh phục, đầu tiên là chúng ta sẽ chinh phục được gia đình của mình kia đã. Cái đời từ Chúa có amen. Đó là lý do tại sao chinh phục gia đình mình khó hơn ở bên ngoài đấy. Các bạn có amen không? Ở bên ngoài nó có hiểu mình đâu. Trong nhà hiểu hết á. Tôi nói thật đấy. Bên ngoài chỉ một vài điều thể hiện bên ngoài tốt lành thôi, có thể là chinh phục được nhiều nhà. Người trong nhà khó lắm các bạn. Chúng ta phải đặt thành vấn đề chinh phục con cái của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta sẽ có một chức vụ đầy dẫy sự vinh hiển của Chúa. Chúa đẹp lòng, dân sự đẹp lòng, chính chúng ta cũng cảm thấy bình an. Chúng ta không có bị cáo trách gì cả. Có thánh có amen không? Dù chúng ta đi trong bão tố có bao nhiêu cái sự thị phi, bao nhiêu lời nói xấu nói hành, kệ nó, chúng ta đem đặt dưới chân Chúa đi. Còn phần chúng ta chẳng sợ gì cả, chỉ sợ một điều,
kiểm tra lại đời sống của mình đi, mình có tội không? Nếu có tội cũng không sao, ăn năn. Chúa tha cho con sẽ từ bỏ. Thế là đủ rồi. Chúng mình tuyệt vời không anh chị em? Rất là tuyệt vời, cho nên xin Chúa giúp đỡ để rồi chúng ta sẽ có một cái tâm thế mới trong một giai đoạn mới này. Rồi chúng ta đem về truyền cảm hứng cho dân sự của Chúa và tất cả chúng ta cùng phải đổi mới. Hội thánh đổi mới, thì lãnh đạo phải đổi mới. Lãnh đạo đổi mới, dân sự sẽ đổi mới và mọi điều sẽ đến trên hội thánh phúc âm toàn 75. Chúa nhìn thấy cái điều đẹp đẽ đó, Chúa có đổ phước xuống không anh chị em? Cái đời tớ Chúa sẽ đổ phước xuống và sự vấn đưng đến là chuyện tất nhiên thôi. Xin Chúa ban phước cái đời tớ Chúa chúng ta giải lao không? Nhờ. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.